Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay mùng 1 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin thi đấu đại hội 13, hồ sơ bệnh án lãnh đạo cấp cao là tối mật. Quyết định từ chức của Thủ tướng Nhật Bản Abe đang khiến dư luận Việt Nam bàn tán xôn xao bởi sự khác biệt một trời một vực giữa các lãnh đạo tư bản do dân bầu và lãnh đạo Việt Nam do đảng cử. Hơn nữa, Việt Nam lại chỉ có duy nhất một đảng mà thôi. Bởi lẽ quan trường Việt Nam hiện nay hoàn toàn không có văn hóa từ chức, một hành vi xuất phát từ sự tự trọng và ý thức về bản thân khi biết mình không còn đủ uy tín, không còn đủ sức khỏe và minh mẫn để phục vụ nhân dân. Đây là hình ảnh Thủ tướng của Nhật Bản Abe vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 đã phát biểu xin từ chức vì lý do sức khỏe. Ông nói, từ đánh lầu tôi xin được nói lời xin lỗi với quốc dân. Không rõ vì ngẫu nhiên hay do tính thời sự của vấn đề sức khỏe lãnh đạo, mà mới đây vào hôm 24 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành một quyết định. Theo đó, hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám nghiệm, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng thuộc danh mục tối mật. Việc treo ấn tử quan đã vốn không lạ với văn hóa của người Việt Nam, nhưng nó đã biến mất hoàn toàn trong vài chục năm gần đây. Vào hồi năm 2012, cũng đã có một cuộc đối đáp ấn tượng giữa đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng giữa hội trường. Đại biểu Dương Trung Quốc khen ngợi Thủ tướng Dũng đã có lời xin lỗi và xin nhận một hình thức kỷ luật. Đó là một điều đáng ghi nhận vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, ông Quốc lại gợi ý ông Dũng nên đoạn tuyệt với lời xin lỗi suông bằng một văn hóa từ chức để làm gương cho các quan chức theo cách nói của các quốc gia tiên tiến khác. Cuối cùng, đại biểu Dương Trung Quốc chốt lại bằng hai câu hỏi. Một là Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với Đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân. Hai là Thủ tướng có tán thành sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không. Tuy nhiên, câu trả lời của Thủ tướng Dũng là ông làm theo lệnh của Đảng suốt 51 năm, tức là ông sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện và không thoái thác từ chối bất cứ nhiệm vụ nào được Đảng giao phó. Dường như ông Quốc cũng đã loanh quanh chơi chữ và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó cũng chơi chữ lại. Tuy nhiên, để có thể giải mã câu trả lời này với lối hành văn đơn giản hơn là không từ chức và tôi chỉ tuân theo lệnh của Đảng mà thôi. Quay trở lại với những thông tin về sức khỏe và tính mạng của lãnh đạo Việt Nam, phải nói đây là đề tài rất nóng và thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Và người được quan tâm nhất vẫn là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng đã lắng nghe chất vấn của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc về văn hóa từ chức trong phiên họp của Quốc hội vào ngày 14 tháng 11 năm 2012. Ông Nguyễn Phú Trọng sau một thời gian vắng bóng trên các phương tiện truyền thông thì mới đây ông lại tiếp tục vắng mặt trong buổi lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào hôm 28 tháng 8 năm 2020. Báo Nhân dân cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và vợ đã chủ trì buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng có mặt tham dự. Và mới đây, ông Trọng cũng vắng mặt trong quốc tang của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Khả Phiêu, mặc dù ông là trưởng ban lễ tang. Vào hồi tháng 4 năm 2019, sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng đã trở thành đề tài bàn tán ở Việt Nam sau chuyến thăm tỉnh Kiên Giang. Ông Trọng xuất hiện trở lại một tháng sau đó với hình ảnh ngồi họp với chiếc đai vòng quanh bụng. Nhưng báo Thanh Niên khi đưa ra hình ảnh lên báo giấy trang bìa đã dùng Photoshop để xóa bỏ chiếc đai này. Truyền thông trong nước khi đưa tin về những cuộc họp, sự kiện cũng không thấy hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Và phải đến mãi đến ngày 25 tháng 4, trả lời phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng đã nói nguyên văn như sau. Do cường độ lao động làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Tuy nhiên, số lần ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện công khai trở lại được ghi nhận rất hạn chế. Vào tháng 10 năm ngoái, báo Nhân dân đã vô tình đưa đoạn video cho thấy ông Trọng bước đi khó khăn trong cuộc tiếp đón lãnh đạo Lào. Kể từ đó đến nay, báo đài nhà nước gần như không đưa video nào cho thấy ông Trọng bước đi nữa. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam gần đây đã xuất hiện với hình ảnh đi không vững khiến nhiều người phải đỡ. Bình luận về quyết định tối mật hóa các thông tin sức khỏe của lãnh đạo nhà nước, trên Facebook cá nhân có gần 75.000 người theo dõi, nhà văn Lưu Trọng Văn viết như sau. Theo gã, việc bí mật sức khỏe của lãnh đạo đảng trong danh sách nêu trên là việc nội bộ của đảng
phải do Tổng Bí thư hoặc Thường trực Ban Bí thư ban hành cho đảng viên thi hành, chứ không thể do Thủ tướng ban hành được. Việc Thủ tướng ban hành quyết định này là can dự không đúng vào công việc nội bộ của một tổ chức đảng phái. Gã có nghĩa là chính tôi, là cách mà nhà văn Lưu Trọng Văn vẫn hay xưng theo kiểu riêng mình như vậy. Và việc này là việc của đảng, gã rất tôn trọng, mặc dù thời trẻ chỉ từng là đoàn viên cánh tay phải của đảng chứ chưa vinh dự là đảng viên. Còn sức khỏe của Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là nguyên thủ quốc gia thì phải minh bạch, công khai. Nguyên thủ quốc gia lãnh đạo nhân dân phải được quyền giám sát năng lực, khả năng lãnh đạo các vị ấy thế nào. Đó là quyền của dân. Dân chỉ có thể bị tước cái quyền ấy bởi đa số lá phiếu của cái hội đồng y có tên gọi là luật bảo vệ bí mật tình trạng sức khỏe của nguyên thủ quốc gia. Gã cũng đề nghị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội là luật sư như Trương Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Chiến cùng các đại biểu Quốc hội nên có tiếng nói về vấn đề liên quan luật pháp và quyền của dân này. Gã cũng đề nghị các luật sư góp ý về tính đúng đắn hay không của quyết định của Thủ tướng về bảo mật sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị và của các Ủy viên Ban Bí thư của Đảng. Nhà văn Lưu Trọng Văn đã nêu lên ý kiến của mình như vậy. Còn nhớ vào hồi tháng 5 năm 2020, cả thế giới đã xôn xao khi nghe chờ tin xét nghiệm liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có bị nhiễm virus Vũ Hán hay không, và ngay cả Phó Tổng thống Mike Pence cũng có kết quả xét nghiệm cùng lúc. Báo chí Mỹ và nhất là phe đối lập tất nhiên rất muốn xăm soi liệu có vấn đề gì, giấu giếm hay thiếu minh bạch từ bác sĩ công bố kết quả xét nghiệm của Tổng thống hay không. Và dĩ nhiên, sức khỏe của Tổng thống là đề tài được cả thế giới quan tâm nên khó có thể che giấu hay chậm trễ thông báo kết quả cho các cơ quan truyền thông. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump hầu như xuất hiện trước ống kính truyền hình mỗi ngày. Báo chí cũng xăm soi cả khi ông đang tháo cà vạt trong đêm với dáng điệu mệt mỏi. Những thông tin về việc chữa bệnh cũng như cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được dư luận ngấu nghiến đọc qua trang Chân dung quyền lực với những tường thuật chi tiết cụ thể, trong khi báo chí chính thống lại không hề tiết lộ một dòng thông tin nào. Mới đây, sức khỏe của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng được báo chí nước ngoài bày tỏ sự lo ngại, trong khi báo trong nước hầu như nín. Sức khỏe của nguyên thủ quốc gia ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành quốc gia, vì vậy ở các nước dân chủ nó luôn được công minh, minh bạch và công khai, nhà văn Lưu Trọng Văn đã viết tiếp như vậy. Trung thực là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu bắt buộc phải có ở nguyên thủ quốc gia dân chủ. Điều đó thể hiện trong phát biểu từ chức của ông Abe, Thủ tướng Nhật Bản, rằng bây giờ mang bệnh và phải đi trị liệu, tôi không thể để xảy ra trường hợp trong lúc khổ sở vì thể lực không còn lại được toàn vẹn, có thể bị sai lầm trong phán đoán chính trị hay không đưa ra được kết quả. Do đó, tôi đã đưa ra phán đoán là nếu không còn đáp ứng được với sự phó thác của quốc dân, tôi không nên tiếp tục giữ địa vị của một thủ tướng. Ở Việt Nam ta, tính trung thực và sức khỏe của nguyên thủ lại là bí mật quốc gia. Không ai biết Chủ tịch Trần Đại Quang bị bệnh nguy hiểm tính mạng thế nào và ông vẫn làm việc mà chẳng tỏ rõ hiệu quả hay không, ích nước lợi dân hay không, cho đến chết. Cũng không ai biết hiện nay thực trạng sức khỏe của ông Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau cơn đột quỵ lần một ở Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019 hiện nay ra sao. Một người khỏe mạnh không dễ gì đủ sức để giải quyết các vấn đề quốc nạn của đất nước, huống hồ một người già cả, bệnh tật và có bệnh nền như ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên phải với tư thế đứng không vững khi đón Tổng Bí thư Chủ tịch Lào. Nếu nhà nước không công khai tình hình sức khỏe của bất cứ nguyên thủ nào của mình là thiếu tôn trọng dân và thiếu trách nhiệm với nhân dân. Nếu là nguyên thủ quốc gia mà không công khai bệnh tình sức khỏe tốt xấu của mình với nhân dân là dối trá với nhân dân. Xin gửi lời kính trọng nhân cách vì dân và tính trung thực cao quý, cao thượng của ông Abe. Nhà văn Lưu Trọng Văn đã trình bày quan điểm của mình như vậy. Còn từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban dân vận Trung ương, Chủ tịch Trung tâm Minh Triết cho rằng quyết định từ chức của ông Abe là hành động cư xử của một xã hội văn minh. Ông Mai nhận xét như sau. Như thế, tức là ông ấy rất có trách nhiệm với dân tộc và chính phủ, người dân của mình. Người ta không còn đủ sức khỏe nữa thì xin tìm người thay thế, là người khỏe mạnh, đủ sức chèo chống con tàu đưa đất nước, dân tộc phát triển. Đấy là một hạnh phúc của dân tộc Nhật, đất nước Nhật. Không giống như những anh chàng lú lẫn ở Việt Nam, già nua, nói trước quên sau nhưng vẫn bám vào ngôi vị mà không làm cho đến nơi đến chốn công việc của mình. Sẽ là một bất hạnh cho quốc gia nào như Việt Nam không có nổi con người như vậy, đó là biết tự trọng, biết khiêm nhường, biết lúc nào thì ngừng, lúc nào thì nghỉ. Cái đấy gọi là người vừa có đủ trí, vừa có đức. Vẫn theo giáo sư Nguyễn Khắc Mai, qua việc Thủ tướng Nhật Bản từ chức vì lo ngại không hoàn thành trách nhiệm, các lãnh đạo chính phủ Hà Nội cần xem xét đó như một bài học lớn
để biết thêm về cách ứng xử. Cũng trao đổi với đài RFA tại Mỹ vào tối 28 tháng 8, nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng cũng đưa ra nhận định về quyết định từ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ Mặt Trời Mọc, từ đó nhìn lại Việt Nam. Chúng ta thấy có sự khác biệt giữa hai hệ thống. Người lãnh đạo đất nước tất nhiên sẽ khổ vì lãnh đạo một nước rất quan trọng, quyết định điều hành cả đất nước. Về mặt sức khỏe, nếu không ổn định, không làm sao đủ sức khỏe để làm được. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang có sắc diện không tốt theo bình luận của báo chí quốc tế ảnh AP. Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta cũng thấy hầu hết các lãnh đạo ngồi trên các vị trí đến trọn đời. Chắc chắn tôi cho đó là một chính sách nếu giữ gìn sức khỏe đã không làm lại. Chúng ta thấy được sự khác biệt giữa sức khỏe của lãnh đạo toàn nằm trong bí mật quốc gia. Và ta đã quen thuộc với việc không biết tình trạng sức khỏe của những người lãnh đạo thế nào. Đấy là việc rất nguy hiểm. Theo nhà báo Ngô Nhật Đăng, từ chuyện không công khai sức khỏe lãnh đạo có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho tình hình đất nước. Ông lập luận như sau. Hiện tại, chính quyền quyền lực hóa của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, ta thấy đất nước cho đến lúc này rất nhiều chuyện từ dịch bệnh, tình hình thiên tai, phát triển kinh tế mà mấy tháng nay ta chưa hề thấy nguyên thủ quốc gia xuất hiện thì làm sao đất nước qua được. Nguyên thủ quốc gia vắng mặt, bỏ rơi trách nhiệm lãnh đạo đất nước của mình. Người lãnh đạo đã từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước, muốn thoái hóa kinh tế. Tôi cho rằng tình trạng này sẽ diễn ra trong sự không ổn định của quốc gia. Đồng quan điểm trên, giáo sư Nguyễn Khắc Mai đưa ra nhận định như sau. Việt Nam cứ coi sức khỏe của lãnh đạo như một bí mật. Vì sao họ muốn giữ bí mật ấy? Vì cái gốc là họ muốn tham quyền cố vị, không muốn nhường chức cho ai. Đấy là thói xấu, đạo đức kém, bày trò ra là tự nhiên sức khỏe lãnh đạo trở thành bí mật quốc gia. Vì vậy, theo quan điểm cá nhân, nhà báo Ngô Nhật Đăng cho rằng từ chuyện bé như công khai tình hình sức khỏe lãnh đạo mà chính phủ Hà Nội đã bỏ qua, thì chuyện lãnh đạo xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe như các nước khác lại càng khó xảy ra hơn. Chúng ta nên tư duy một cách bình thường là người điều hành quốc gia như một người điều hành công ty chẳng hạn. Người tổng giám đốc khi sức khỏe không còn, không thể điều hành lãnh đạo công ty nữa thì nên từ chức. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng chế độ đang cai trị chúng ta trong tình trạng như thế. Tức là mọi người coi sinh hoạt chính trị thực ra không cần thiết. Đảng coi quyền lực chính trị là độc quyền của mình thì sẽ rất khó có chuyện tự nguyện từ chức. Và khi còn độc đảng, còn ý thức hệ thì chắc chắn sẽ không có chuyện họ từ chức đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2020 với bản tin Thi đấu đại hội 13, hồ sơ bệnh án lãnh đạo cấp cao là tối mật. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.